Ok, xin mời Trung. Dạ em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang trên diễn đàn. Thì em cũng lên chia sẻ một chút về cái nội dung này. Thì cái tổ chức Human Rights này, Human Rights Watch, gọi là tổ chức theo dõi nhân quyền, thì chúng ta khái quát một chút. Đó là cái tổ chức phi chính phủ quốc tế có trụ sở tại thành phố New York của Hoa Kỳ. Thì cái tổ chức này được thành lập năm 1978, được đồng sáng lập bởi ba người với cái tư cách là một cái tổ chức phi chính phủ mà để nhằm giám sát việc Liên Xô tuân thủ cái hiệp định, Ước hả? gọi là cái hiệp định Helsinki ở Phần Lan á. Mà cái hiệp định này á, là được ký kết về cái gọi là trong cái hội nghị an ninh và hợp tác châu Âu được tổ chức tại Helsinki, Phần Lan từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 1975. Thì cái tổ chức này sinh ra là để giám sát cái tổ chức hiệp định Helsinki này. Thì trong đó thì nó có những cái mối liên hệ, các cái nguyên tắc, hướng dẫn các cái mối quan hệ giữa các quốc gia, chủ yếu là cải thiện cái mối quan hệ giữa phương Đông và phương Tây đấy của châu Âu đấy. Thì sau đó thì dần dần cái tổ chức nó có 10 điểm, cái nguyên tắc hướng dẫn này nó có 10 điểm thì mọi người có thể tìm hiểu. Thì chủ yếu nó nói về bình đẳng, có chủ quyền, rồi là bất khả xâm phạm về biên giới, rồi vân vân cả, thì mọi người có thể tìm hiểu thêm. Thế nhưng mà sau đó thì cái tổ chức này dần dần đã vươn ra và hoạt động trên khắp thế giới. Thì chủ yếu người ta theo dõi và chủ yếu là người ta thực hiện nghiên cứu vận động về nhân quyền. Đúng là như thế. Thế thì ở đây cái điều đáng nói là cái gì? Đó là chúng ta cũng đã biết rồi. Đó là theo cái lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, thì ông Thủ tướng Nhật Bản sẽ sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2022. Thì liên quan đến cái sự kiện này, thì cái tổ chức Human Rights này nó cũng yêu cầu nhá, nó lên tiếng yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản là Kishida đó là sẽ thúc đẩy cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, mà không riêng tại Việt Nam mà gồm thêm có cả Indonesia và Thái Lan nữa, bởi vì đợt này ông Thủ tướng Nhật Bản sẽ đi thăm ba nước. Thế thì cái điều chúng ta bàn đến ở đây cái đầu tiên đó là các cái đối cái tổ chức này này nó đòi nó vu khống cho Việt Nam chúng ta là đàn áp nhà hoạt động nhân quyền, với lại là đòi trả tự do cho những cái đối tượng chống phá như là Phạm Đoan Trang hay Trịnh Bá Phương hay là Đỗ Nam Trung vân vân cả. Thì những cái đối tượng này á thì chúng ta hiểu một cách nó ngắn gọn thôi, đó là gì? Là những cái đối tượng mà hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, đó là cái hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và chính quyền Việt Nam đưa ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật, nó không có gì mà chúng ta phải bàn cãi cả. Và cái điều này á thì nó cũng cũng giống như kiểu là chúng ta nhớ lại, đó là cái điều 2385 tại chương 11, chương 115 của Bộ luật hình sự Mỹ, người ta quy định về cái tội danh đó là vận động lật đổ chính quyền. Đây là luật pháp của Đúng Mỹ, rồi. người ta cũng quy định rất rõ như vậy. Thì những cái đối tượng này nó cũng in ấn, tuyên truyền, phát tán những cái tài liệu, thậm chí là tổ chức các cái hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì dĩ nhiên sẽ bị chế tài của pháp luật xử lý, bởi vì Việt Nam chúng ta nói rất rõ ràng rồi, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Khi anh đã thực hiện hành vi tội phạm tội thì anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật ấy, chứ không có ngoại lệ nào ở đây cả, đúng không ạ? Và cái tên gọi là tù nhân chính trị, chúng ta nhớ lại một chút là ngày 6 tháng 1 tại đồi Capitol của Mỹ, những cái người người ta không không đồng tình với cái kết quả bầu cử đó, và người ta đã tiến hành cái việc là thể hiện cái quan điểm của người ta, thì thậm chí có những người là bị bắn chết tại chỗ, rồi có rất nhiều người bị bắt, bị xử phạt tù. Thì đó có gọi là tù nhân chính trị không? Bởi vì nó liên quan đến yếu tố chính trị mà, đúng không ạ? Thì nó có phải là tù nhân chính trị không? Ngay tại nước Mỹ nó sờ sờ như vậy. Tất cả các quốc gia trên thế giới người ta đều có thể cập nhật được cái thông tin đó, thì cái đó có phải là tù nhân chính trị không, và cái đó có phải là vi phạm nhân quyền không, mà ngay diễn ra ngay tại nước Mỹ, là nơi, đúng không ạ, cái tổ chức Human Rights Watch này đóng quân đấy, đặt trụ sở ở đó. Thì tại sao, chúng ta đặt ra một câu hỏi, tại sao, đúng không ạ?
cái việc đó, cái tổ chức này nó không có lên tiếng gì cả. Đó là cái câu hỏi đầu tiên mà chúng ta có thể cảm nhận được, là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa là liên quan đến vấn đề gì? Thủ tướng Nhật Bản Kishida, ông là được người dân Nhật Bản bầu lên, đúng không ạ? Thì ông là Đúng đại rồi. diện cho một quốc gia, đó là Nhật Bản, thực hiện cái việc ngoại giao hay là làm ăn hợp tác phát triển, đó là gì? Đó là thể hiện cái quyền, cái ý chí nguyện vọng của người dân Nhật Bản và vì lợi ích của Nhật Bản, chứ không phải là của bất kỳ một quốc gia nào khác. Thì cái việc mà Nhật Bản hợp tác với Việt Nam á, từ xưa đến nay á, thì chúng ta có thể hiểu rồi. Dĩ nhiên là Việt Nam là nước mà nhận được ODA của Nhật Bản là nhiều nhất. Thế nhưng mà cái vấn đề ODA đó thì chúng ta cũng phải tìm hiểu một chút. Đó là ODA nó có ba dạng. Thứ nhất là viện trợ không hoàn lại, thứ hai là viện trợ có hoàn lại và thứ ba là vốn ODA hỗn hợp. Thế nhưng mà em không có đề cập sâu ở đây thì mọi người có thể tìm hiểu thêm. Thì trong đó chủ yếu là nó liên quan đến cái vấn đề là hợp tác. Có thể là hoàn lại hoặc là tín dụng ưu đãi, có nghĩa là cho vay với lãi suất thấp đó, thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm về nội dung này. Thế thì ý em muốn nói ở đây đó là gì? Đó là sự hợp tác và phát triển, chứ không phải là Nhật Bản đâu phải thừa tiền đâu, đúng không ạ? Đất nước Đúng Nhật rồi. Bản không phải thừa tiền để mà mang đi theo kiểu rải như vậy. Ngay kể cả Mỹ bây giờ, đồng đô la Mỹ có thể nói là cái đồng ngoại tệ bảo trợ rất nhiều các quốc gia. Mỹ có thể tự in ấn để mà sử dụng, thích in bao nhiêu thì in. Và hiện tại bây giờ chúng ta biết là cái petro đô la đó nó đang ảnh hưởng rất nhiều trên thế giới. Thế nhưng Mỹ cũng có bao giờ in tiền đi cho không nước khác không? Chả có bao giờ cả, mà người ta gì ạ? Người ta tiến hành các cái biện pháp để người ta thu lợi ích kinh tế cho nước Mỹ, chứ không bao giờ người ta cho không ai cái gì cả. Và cái vấn đề này cũng vậy thôi. Và Việt Nam với Nhật Bản chúng ta từ xưa đến nay đó là cái có truyền thống hợp tác lâu dài, thì chúng ta có thể cảm nhận được rất nhiều các công ty của Nhật Bản, ví dụ như Samsung, rồi Canon, rồi là Toyota, vân vân, cả những cái doanh nghiệp Nhật Bản người ta đến Việt Nam chúng ta làm ăn rất nhiều trong thời gian vừa qua. Thì tại sao người ta lại đặt các cái trụ sở làm ăn tại Việt Nam chúng ta lâu như vậy? Thì cái điều đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là gì? Đó là cái ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thì chúng ta mới được sự tin tưởng của các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản, người ta đến đầu tư và làm ăn tại Việt Nam. Thì cái đó là việc hai bên cùng có lợi, đúng ạ? Chứ không ai, người ta cho không ai cái gì cả. Thế nhưng mà không hiểu cái tổ chức này can thiệp vào cái vấn đề này, đặc biệt là yêu cầu thủ tướng Nhật Bản như vậy, thì có phải là vi phạm nhân quyền không? Nó rất rõ ràng, đúng không ạ? Ông thủ tướng Nhật Bản là ông đại diện cho quyền lợi của đất nước Nhật Bản, trong đó có quyền và lợi ích hợp pháp cũng như là ý chí của người dân Nhật Bản, chứ không phải là một mình cá nhân ông. Đấy, mà cái tổ chức này nó lại yêu cầu những cái điều vô lý như vậy, thì chúng ta có thể thấy có phải là chính cái tổ chức này nó đã vi phạm nhân quyền đối với người dân Nhật Bản không? Đúng không ạ? Là chúng ta thấy Đúng rồi, thôi. đúng rồi. Cái hai nữa là gì? Cái hai nữa, cái thứ ba đó là chúng ta cảm nhận được cái điều nữa, đó là gì? Mới đây thôi thì cái tổ chức này nó cũng nói là Việt Nam chúng ta là không có tự do internet. Nó không có, nó nói chúng ta không có tự do internet, nhưng mà nó lại yêu cầu Việt Nam chúng ta là ngừng chặn truy cập vào các cái trang web hoặc là thúc ép các cái phương tiện truyền thông xã hội và các cái công ty viễn thông gỡ bỏ những nội dung được coi là nhạy cảm về mặt chính trị, đúng không ạ? Rất là vô lý. Thế Việt Nam chúng tôi không có internet rồi thì chúng tôi chặn kiểu gì, đúng không ạ? Rất là vô lý. Chúng tôi đã không có internet rồi thì chúng tôi lấy cái gì để chúng tôi chặn? Cái điều đầu tiên các ông nói ra nó đá cái vấn đề sau rồi. Và cái này chúng ta lại liên tưởng một vấn đề gì, đó là cũng là ngày 6 tháng 1 tại Mỹ, khi mà Tổng thống Donald Trump ngày đó đang là Tổng thống, đương kim Tổng thống của Mỹ, đưa lên những lời kêu gọi, thì ngay lập tức các anh khóa luôn cái tài khoản cả Facebook, Twitter, các thể loại của ông ấy, và cho rằng cái việc đó là ảnh hưởng đến nước Mỹ. Thì các cái đối tượng mà chống phá ở Việt Nam, người ta lên người ta nói những cái điều không đúng sự thực, không có thật, người ta vu cáo một cách nó trắng trợn, thì cái vấn đề mà những cái đối tượng này bị xử lý nó hoàn toàn là thích đáng thôi, không có gì cả. Và chúng ta cũng đặt ra một câu hỏi, tại sao đất nước chúng ta bây giờ 97, 98, gần 100 triệu dân rồi, mà chỉ có đếm đi đếm lại thì ba cái loại như kiểu Lê Dũng Vô Va với lại Phạm Đoan Trang nó chỉ khoảng 10, 20 người đấy. Tại sao lại như thế? Thế như những người khác, người ta tại sao người ta không có phản ứng gì? Mà chỉ có những cái đối tượng này, và cơ bản những cái đối tượng này cộng với 12 cái đối tượng mới đây nhất thôi. Đó là gì? Tham gia cái tổ chức chính phủ khủng bố của Đào Minh Quân ấy, thì bị xử phạt tù. Thế tại sao lại lại như thế? Và bao giờ ra tòa các đối tượng này khai là gì?
ít nhiều có nhận tiền của các cái tổ chức nước ngoài. Thế cái tổ chức nước ngoài là gì? Thì chúng ta lại đặt một khía cạnh nữa ở đây. Đó là sao? Ngay tại Mỹ, Mỹ cho rằng Al-Qaeda, IS hay là các cái tổ chức khác đó là tổ chức khủng bố, ảnh hưởng đến an ninh của nước Mỹ. Thế thì cái thành phần như Việt Tân hay là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của Đào Minh Quân thì đều được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xếp vào đó là những tổ chức khủng bố, và đó có quyết định truy nã những cái đối tượng như Đào Minh Quân. Thế thì tại sao các anh lại dung túng cho nó? Có phải là các anh dung túng cho khủng bố không? Đúng không ạ? Đúng rồi. Rõ ràng cái đó là chúng ta có thể nhận thấy rất rõ ràng. Dĩ nhiên mỗi một quốc gia có những cái quy định riêng về luật pháp nhằm phù hợp với lại cái phong tục tập quán của quốc gia đó. Thế nhưng về tiêu chuẩn chung thì vẫn đáp ứng các cái yêu cầu của luật pháp quốc tế về quyền con người rất rõ ràng như vậy. Thế thì nhân quyền thì chúng ta hiểu đó là quyền của con người. Quyền con người thì nhiều lắm, nhiều vô kể. Thế nhưng cái quyền của anh á, nó không thể được vượt quá cái quyền của tổ chức hay cá nhân khác. Cái điều này chúng ta nói rất rõ ràng, và kể cả bất kỳ một quốc gia nào cũng vậy. Không riêng gì ở đâu cả. Ví dụ như cái vụ George Floyd ở Mỹ, đúng không ạ? Anh da đen người Mỹ đó. Thì người ta cũng cho rằng ông ta là sử dụng tên giả hay là thế này thế kia. Dĩ nhiên là về mặt điều tra thì chúng ta không nắm được. Thế nhưng cái đó có phải là vi phạm nhân quyền không? Mà luật pháp Mỹ cho phép cái điều đó. Đó là khi anh chống đối thì cảnh sát Mỹ người ta có quyền người ta đè đầu, cưỡi cổ rồi bắn đó, đúng không? Đó là tước đoạt đi mạng sống của một con người mà không qua xét xử. Cụ thể như ngày 27 tháng 12 năm 2021, theo cái thống kê của cái tờ Washington Post ấy, người ta thống kê là trong năm 2021 một cách chưa đầy đủ đó là có 901 người bị cảnh sát tiêu diệt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thế thì cái đó có phải là vi phạm nhân quyền không? Và nói rộng hơn một tí nữa là gì? Mỹ và NATO đã tham gia rất nhiều các cuộc chiến trực tiếp đem quân sang Iraq, Afghanistan, Syria, vân vân cả. Bao nhiêu người chết? Cũng có những cái thống kê số liệu rất là cụ thể, tuy nhiên là chưa là đầy đủ. Thế nhưng mà những người dân ở nơi đó, người ta có bị chà đạp không? Có bị chết một cách vô cớ không? Cái đó nó có gọi là vi phạm nhân quyền không? Thế thì cái tổ chức Human Rights Watch này đã có bao giờ lên tiếng về cái vấn đề nhân quyền của nước Mỹ, hay là Mỹ đã can thiệp vào quốc gia khác làm ảnh hưởng đến nhân quyền của những người dân ở nơi đó chưa? Dạ xin thưa là chúng ta tìm hiểu chúng ta biết thôi, gần như là không có luôn. Chúng ta có thể nhận định một điều rất rõ ràng. Thế thì chúng ta đưa ra một cái nhận định ở đây đó là gì? Cái tổ chức này sinh ra gọi là tổ chức phi chính phủ. Đã là phi chính phủ có nghĩa là không chịu sự chi phối của chính phủ nào. Thì anh phải hoạt động một cách nó công bằng, minh bạch và công khai, đảm bảo khách quan đối với người dân của tất cả các quốc gia trên thế giới, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, màu da. Đúng không ạ? Thế nhưng mà ở đây là gì? Ở đây Đúng người rồi. ta thường là người ta sẽ đưa những cái yếu tố có lợi cho nước Mỹ. Còn tất cả các quốc gia khác không thuộc vào cái khối liên minh này thì người ta đều đưa ra những cái đầu tiên với cái chiêu bài đó là tự do, dân chủ, dân quyền. Và chúng ta thấy rất rõ ở Iraq các thứ cũng vậy, đúng không ạ? Cứ nói là ở nước này vi phạm nhân quyền, nước kia vi phạm nhân quyền, xong các ông đưa quân và các ông đánh phá đất nước người ta tan hoang hết, người dân thì người chết người ly tán, rồi các ông có làm cho cái đất nước đó nhân quyền đi lên không, hay là nó lại lại tàn lụi hơn cả trước khi các ông can thiệp? Cái việc này chúng ta nhìn thấy nó rất rõ ràng thôi, đúng không ạ? Rất rõ ràng, có nghĩa là khi anh sinh ra không phục vụ cho cái việc đảm bảo cái công bằng cho tất cả mọi người, mà chỉ phục vụ cho một liên minh hoặc một quốc gia có cái quyền lực nào đó, thì chúng ta có thể thấy là cái quyền con người ấy, nó phụ thuộc vào các cái thế lực hay là các quốc gia mà có tiềm lực luôn thể hiện cái quyền bá quyền của mình trên trên toàn cầu. Cái điều này chúng ta theo dõi thì chúng ta biết thôi. Thế thì trở lại cái góc độ cái tổ chức này, người ta kêu gọi cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam thì chúng ta thấy đi. Cơ bản là người ta sử dụng các chiêu bài này ở rất nhiều quốc gia và đã can thiệp vào rồi. Thì Việt Nam chúng ta cũng không là ngoại lệ, và đây không phải là lần đầu tiên, rất nhiều lần rồi. Thế thì mục đích cuối cùng người ta ở đây người ta kêu gọi nhân quyền là nhân quyền cho ai? Khi người ta tổ chức thúc ép Nhật Bản thực hiện những cái việc như là không có đầu tư phát triển kinh tế, không viện trợ ODA, thế ảnh hưởng đầu tiên là ai? Đó là người dân. Chính Quyền xác. và lợi ích của người dân bị ảnh hưởng. Người dân Việt Nam bị ảnh hưởng chứ không phải Đúng là rồi.
cái vấn đề gì bị ảnh hưởng cả. Ví dụ nhà nước chúng ta có ảnh hưởng không? Có. Đúng không ạ? Có. Nhưng mà cái ảnh hưởng mà quan trọng nhất, trực tiếp nhất, đó là ai? Đó là người dân Việt Nam chúng ta. Đúng không ạ? Chúng ta có thể hiểu thôi. Một là khi mà chúng ta không có cái việc đầu tư phát triển kinh tế của các cái tập đoàn hay là của các cái công ty hoặc các cái doanh nghiệp, thì đầu tiên là cái hiện hữu đầu tiên đó là gì? Đó là cái thất nghiệp của người dân. Đúng không ạ? Khi mà không có nữa thì chúng ta sẽ bị thất, người dân sẽ bị thất nghiệp. Và thất nghiệp thì không có thu nhập. Đúng không ạ? Và trở thành nghèo đói. Thì cái quyền lợi đầu tiên người dân bị ảnh hưởng đã. Đó. Và cái thứ hai đó là gì? Khi mà các cái doanh nghiệp người ta không có đầu tư vào Việt Nam, người ta không làm, thì dĩ nhiên là đất nước chúng ta sẽ bị thất thu về về thuế, đúng không ạ? Có nghĩa là về thu nhập của quốc gia. Thì từ đó chúng ta lại thấy ra một vấn đề gì? Đó là khi mà nhà nước chúng ta, bất kể một nhà nước nào cũng vậy thôi, nếu như mà không thu được cái nguồn thu của nhà nước, thì sẽ cái việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cũng như các cái lợi ích xã hội khác cho người dân nó sẽ bị ảnh hưởng. Và lúc đó thì cũng là ảnh hưởng đến ai? Cũng là ảnh hưởng đến người dân Việt Nam. Đúng không ạ? Ví dụ trước đây chúng ta vẫn làm ăn bình thường, chúng ta có cái điều kiện phát triển, thì ví dụ chúng ta có được cái nguồn thu nhập khoảng 10 triệu đô chẳng hạn, thì trừ các cái vấn đề khác ra thì có thể là nhà nước chúng ta sẽ đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng cho người dân, ví dụ như đường xá, trường học, cơ sở y tế vân vân cả. Thì khoảng 5 triệu đô chẳng hạn. Thế thì bây giờ không có thu nhập nữa thì dĩ nhiên nhà nước cũng không thể đầu tư được. Và nếu nhà nước không đầu tư thì ảnh hưởng vẫn là ảnh hưởng người dân thôi. Người dân không có cái để mà hưởng thụ, đúng không ạ? Không có cái để mà sử dụng. Cái điều này chúng ta có thể cảm nhận nó rất là rõ ràng, chứ nó không có gì mà khó nhận ra cả. Thế nhưng mà tại sao các cái tổ chức Human Rights Watch này, cái tổ chức theo dõi nhân quyền này, đấy, nó thường xuyên nó cứ đưa ra những cái vấn đề không có thực ở Việt Nam như vậy. Thực ra thì bản thân em là một công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Em cũng gần 40 tuổi rồi, nhưng mà em cũng chưa bao giờ em được nhận phỏng vấn của cái tổ chức này xem là cho em cảm nhận về cuộc sống của người dân ở Việt Nam như thế nào. Anh cứ thử anh đi khảo sát đi, anh mới đưa ra được số liệu cụ thể. Anh không thể chung chung như vậy được, anh không thể nhìn vào những cái đối tượng vi phạm pháp luật để anh đánh giá nhân quyền Việt Nam được, đúng không ạ? Khi mà anh muốn đánh giá một quốc gia có tự do dân chủ nhân quyền hay không thì anh phải thực hiện một cách khảo sát nó một cách nó khách quan. Đó là các anh có thể thực hiện bằng cách là đi hỏi từng người. Dĩ nhiên cái việc này nó cũng rất là khó, thế nhưng không thể không phải là không làm được. Thế nhưng các anh chưa làm bất kỳ một cuộc khảo sát nào một cách nó khách quan, mà các anh chỉ nhìn vào những cái đối tượng vi phạm pháp luật. Thế thử hỏi ở Mỹ, ở các nước khác, kể cả ở Nhật Bản cũng thế thôi, có những người vi phạm pháp luật hay không? Có chứ. Có những người hoạt động đảng này đảng kia, đúng không ạ? Các anh không có đảm bảo cái vấn đề này thì sao? Ngay kể cả Ukraine chúng ta thấy, nó ông Zelensky ông đình chỉ một phát 11 đảng đối lập, cái đó có phải là vi phạm nhân quyền không? Đúng không? Thế tại sao các anh không đưa vấn đề đó ra, các anh bàn cãi Việt Nam chúng tôi chưa có cái vấn đề mà như ở Mỹ, đó là gì? Xả súng tại trường học, đúng không ạ? Chưa có cái vấn đề là phân biệt chủng tộc ấy. Rồi chưa có cái vấn đề mà nộp thuế một cách nó cắt cổ như ở bên đấy cả. Thế thì các anh cứ nói chúng tôi vi phạm nhân quyền thì cũng không hiểu là vi phạm ở đâu, hay là cái mục đích cuối cùng của các anh là các anh tạo cho đất nước Việt Nam trở thành một quốc gia nghèo đói, lạc hậu ấy, rồi là gì, rồi là chia rẽ, rồi mất đoàn kết, rồi là xảy ra những cái vấn đề là đấu đá, rồi là người dân là tạo ra những cái bất ổn, biểu tình, bạo loạn để các anh có cái lý do để các anh can thiệp vào Việt Nam. Và cái chiêu bài cuối cùng các anh cũng là gì? Cũng là nhằm lật đổ nhà nước, thay đổi chế độ theo cái ánh nhìn của các anh thôi. Ngay đơn giản như bây giờ đây này, chúng ta thấy rất rõ ràng luôn, đang hiện hữu luôn. Nga tấn công Ukraine, Nga vi phạm nhân quyền, đúng không ạ? Nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Iraq thì là hợp pháp, không có thấy một cái tổ chức nào nói là Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm nhân quyền cả, hay là Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược Iraq cả. Đó, nó ngay hiện hữu bây giờ, đang diễn ra trong cái thời điểm hiện nay luôn. Đó là chúng ta thấy thôi, là cái vấn đề đó. Rồi cái vấn đề nữa chúng ta nhìn đó là gì? Đó là ngày hôm nay ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc có làm việc với Tổng thống Nga Putin. Ông Putin ông dẫn ra rất rõ cái vấn đề Kosovo. Và khi chúng ta theo dõi cái vấn đề mà trao đổi đó,
được đăng lên trên các cái phương tiện truyền thông đó. Thì nếu như mà ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mà ông nói Nga sai thì thành ra là Mỹ và NATO cũng sai, khi anh trực tiếp tham chiến tại Nam Tư, đúng không ạ, chia 5 xẻ 7 đất nước người ta, cũng là xâm lược. Chúng ta có thể hiểu thế thôi, nhưng mà tại sao các cái tổ chức này nó không lên tiếng, thậm chí ở Mỹ là đầy rẫy đây. Em có thể khẳng định một điều rất rõ ràng cái vấn đề này. Cái người mà mắc lều nằm vỉa hè ở Mỹ là sẽ nhiều hơn ở Việt Nam. Em dám khẳng định một điều chắc chắn như vậy. Thế nhưng mà tại sao cái tổ chức này nó có bao giờ nó đi thống kê và nó lên tiếng không? Những hình ảnh đó chúng ta theo dõi hàng ngày. Có đó, nhưng mà có bao giờ lên tiếng đâu. Đó là chúng ta có thể thấy được thôi. Thực ra thì nói đi nói lại thì cũng bao nhiêu năm nay rồi. Và hôm nay cũng là ngày 27 tháng 4 rồi. Thì trong cái tháng 4 lịch sử này á, thì các cái thế lực chống đối trong và ngoài nước thì các là thường xuyên đưa ra những cái bài viết hay là những cái luận điệu mà nó xuyên tạc vào đất nước Việt Nam chúng ta, thì chúng ta cũng không bất ngờ về điều này đấy, và chúng ta cũng đã quá quen với các cái thủ đoạn của các cái đối tượng này rồi. Thế thì với cá nhân em thì em vẫn nhận định là em hoàn toàn tin tưởng vào lãnh đạo Đảng Nhà nước ở Việt Nam chúng ta là có những cái đường lối ngoại giao hết sức là khéo léo và đặt quyền và lợi ích của người dân Việt Nam chúng ta lên hàng đầu. Và cái điều đó thì chúng ta cũng có thể nhận định được, đó là chúng ta hết sức tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như các lãnh đạo của chính phủ, của nhà nước. Chúng ta cũng không có gì phải bàn cãi quá nhiều ở đây. Bởi vì khi cảm nhận của mỗi người dân trong nước chúng ta để mà ngồi mà nhìn lại, để mà ngẫm nghĩ lại qua các cái giai đoạn lịch sử từ thời kỳ chúng ta mà giải phóng đến nay, thì được như ngày hôm nay thì chúng ta cảm nhận được ở đó là cái điều gì. Và chúng ta cũng phải nói thẳng ra là phải biết ơn một cái điều, đó là cái môi trường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam chúng ta quá an toàn. Đấy, có thể nói là như vậy, quá an toàn và rất là yên bình. Chúng ta nhìn sang các nước bên cạnh thôi, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, nay thì bên này đánh bên kia, ngày mai thì bên kia đánh bên này, lúc nào cũng tạo ra cái môi trường bất ổn, đúng không ạ? Và ngay kể cả như hôm vừa rồi đây, ông Tổng thống Pháp Macron đã trúng cử nhiệm kỳ 2 thì chúng ta theo dõi, chúng ta biết, đúng không ạ? Người dân Paris cũng xuống đường, cũng đánh đấm các kiểu. Đó, cái môi trường như vậy thì thử hỏi chúng ta có được cái ổn định để mà phát triển không? Nó rất khó, đúng không ạ? Rất khó. Và cái ảnh hưởng cũng là gì? Đó là đầu tiên là ảnh hưởng đến kinh tế cá nhân và gia đình. Đó là chúng ta có thể cảm nhận cái điều đó. Đó là vấn đề góc độ nhìn nhận thứ nhất. Về góc độ nhìn nhận thứ hai đó, thì em cũng cho rằng những cái thành phần chống đối ở trong nước, thực ra mà nói thì cũng được hà hơi tiếp sức của các cái tổ chức ở bên ngoài thôi. Chứ về cá nhân của những cái đối tượng này thì thực ra thì chúng ta thấy thôi, hai bàn tay trắng cũng chả có cái vấn đề gì mà chúng ta phải lo ngại. Thế nhưng những cái đối tượng này thì chúng ta cũng cần phải hết sức cảnh giác. Lý do tại làm sao? Khi mà các cái đối tượng muốn can thiệp vào từ nước ngoài vào Việt Nam chúng ta đó, thì nó trải qua một quá trình nó cực kỳ là khó khăn, chứ không phải là đơn giản. Thế nhưng các cái đối tượng trong nước nó cứ ngấm ngầm như vậy, nó tạo ra những cái bất ổn ngay ở trong lòng xã hội Việt Nam chúng ta. Đó là cái nguy cơ, đó sóng ngầm đó, đó là cái nguy cơ hiện hữu đối với Việt Nam chúng ta. Thế thì mong muốn của em đó là gì? Đó là mỗi người dân chúng ta khi tìm hiểu bất kỳ vấn đề gì thì chúng ta cần phải có cái nhìn nhận, nó đầu tiên nó phải khách quan đã, thứ hai nó phải đa chiều, để chúng ta cảm nhận được đâu là cái chúng ta cần lên án, phê phán, và đâu là cái chúng ta cần phải bảo vệ để chúng ta giữ được cái môi trường hòa bình và ổn định. Và gần đây nhất thôi, thì sắp tới đây chỉ còn 3 ngày nữa thôi, thì có lẽ là cái tổ chức Human Rights Watch này và những thành phần chống đối trong và ngoài nước sẽ được nhìn thấy cái vấn đề Việt Nam chúng ta có nhân quyền hay không, khi người dân chúng ta tổ chức ăn mừng ngày 30 tháng 4 năm 2022, 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tất đặc biệt là những cái di tích lịch sử hay là những cái khu du lịch, thì từ đó người ta sẽ biết được thôi là cái môi trường ở Việt Nam như thế nào và con người Việt Nam chúng ta có nhân quyền hay không. Cái điều đó nó rất là hiện hữu. Ngày xưa chúng ta thì cuộc sống khó khăn,
thì có thể là mọi người nhìn nhận về cái góc độ mà cuộc sống khác, nhưng hiện nay trong xã hội hiện nay chúng ta có thể cảm nhận được là chúng ta đã tiến tới được cái bước đó là gì? Đó là ăn ngon và mặc đẹp, đó là cuộc sống, nếu mà nói hưởng thụ thì hơi quá, nhưng cũng đã thụ hưởng được cuộc sống và cảm nhận được cái hạnh phúc, cái hòa bình của đất nước, chứ không phải như các cái đối tượng mà nó thường xuyên nó chống đối. Và em nhắc lại là thực ra cái tổ chức Human Rights Watch này hay là các cái thành phần chống đối khác, nó có biết là Việt Nam chúng ta đang hòa bình ổn định hay không, có biết người dân chúng ta đang yên bình và hạnh phúc hay không, thì xin thưa nó thừa biết. Thế nhưng vì phục vụ cho lợi ích của một số tổ chức này tổ chức kia thì chúng thường xuyên chúng đưa ra những cái chiêu bài với cái thủ đoạn là từ xưa đến nay rồi để chúng can thiệp vào Việt Nam chúng ta. Thì đây là một cái mà cũng mong mọi người hết sức là cảnh giác cũng như là tỉnh táo. Bất kể vấn đề gì chúng ta nên tìm hiểu trước khi chúng ta có những phản ứng để tránh trở thành quân cờ cho các cái kẻ xấu người ta lợi dụng, cũng như là gì, chúng ta phản ứng nó một cách thái quá là nó sẽ dẫn đến là từ cái việc mà chúng ta lên án phê phán là đúng, lên án phê phán những cái sai là đúng. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải phân định rạch ròi, ví dụ như là cái vấn đề hiện nay ấy, là các cái đối tượng nó hay nhét chữ vào mồm, đó là gì, đó là nó lợi dụng những bác hoặc là cô chú anh chị mà có ảnh hưởng trong xã hội, có chức vụ hoặc là có cái tiếng nói trong xã hội đó, khi phản ứng một vấn đề này hoặc vấn đề kia, ví dụ liên quan đến vấn đề là tổ chức nhân quyền là vu khống cho Việt Nam chẳng hạn, thì người ta phản ứng rất là văn hóa, rất là hòa hiếu và đảm bảo góc độ ngoại giao. Tuy nhiên là các cái đối tượng xấu nó sẽ nhét thêm vào ấy, bởi vì chúng ta biết rồi, khi mà lên trên mạng xã hội này thì nó có nhiều cái nguồn thông tin lắm mà chúng ta không kiểm chứng là chúng ta sẽ bị dẫn dắt một cách nó rất là đáng tiếc. Và qua cái buổi ngày hôm nay thì cũng em cũng chia sẻ cái nội dung như vậy, và cũng rất là mong chờ cái cuộc hội đàm giữa Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và ông Thủ tướng Nhật Bản Kishida trong cái buổi hội đàm tới đây, sẽ góp phần vào cái việc phát triển quan hệ giữa hai nước cũng như tăng cường sự hợp tác đầu tư giữa hai quốc gia. Và cũng mong cho mối quan hệ của Nhật Bản và Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa. Thì qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì em cũng chia sẻ thêm một vài nội dung như vậy. Cảm ơn anh Thưa Quang và mọi người đã lắng nghe. Ok Trung, thế này Trung nè, tức là về quan điểm Trung chia sẻ thì em rất đồng ý với Trung. Và đặc biệt ở đây vấn đề mà Thưa Quang muốn nhấn mạnh, những cái nội dung mà thực ra là Thưa Quang muốn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ và chúng ta nhận diện thêm, đó là gì? cái chuyện các tổ chức này nọ là chúng ta đã biết rõ rồi, đúng không ạ? Và hầu như là chúng ta biết rất rõ, kể cả từ tư cách hay tính chính danh gì đó là bác bỏ qua bên, đúng không ạ? Rồi Việt Nam có nhân quyền dân chủ hay không thì cũng quá rõ ràng rồi, cái đó cũng không cần bàn cãi nữa, đúng không ạ? Nhưng mà vấn đề ở đây đó, giống như là anh Trung và anh Thực Nhất và mọi người cũng đã cùng chia sẻ với nhau, thì chúng ta có thể thấy ra được điều gì, tức là mục đích đê hèn của những cái thế lực này, họ dùng cái chiêu bài nhân quyền để chống phá Việt Nam, đó là gì? Đó, nói đi nói lại cuối cùng họ cũng là yêu cầu các quốc gia, các nước lớn là không viện trợ cho Việt Nam, không hợp đầu tư phát triển, không đầu tư hợp tác, vân vân và mấy mấy. Nó giống như cái câu chuyện mọi người nhớ cái đợt lũ năm 2020 thì phải, đúng không ạ? 2020 và cái đợt dịch bùng lên ở thành phố Hồ Chí Minh cách đây vài tháng, không ạ? Đó, ảnh hưởng nhất là gì? Vẫn là người dân. Nhưng mà cái độ đê hèn của những phần chống phá bên kia là gì? Lại kêu gào không nên gửi tiền về quyên góp, không ủng hộ. Và họ bày tỏ rõ cái quan điểm của họ luôn, mục đích, ý đồ đê hèn của họ luôn, đó là gì? Việt Nam đang dịch bệnh, mọi người đừng có gửi tiền về nữa, dịch càng nhiều càng tốt, chết càng nhiều càng tốt, có như vậy thì cộng sản mới sụp đổ. Người thấy khốn nạn không? Họ rõ ràng luôn, họ bày tỏ rõ ràng luôn. Rồi tiếp theo những câu chuyện như chúng ta chủ đề hôm nay chúng ta cùng chia sẻ, thì như Trung nói đó, ảnh hưởng đầu tiên là ai? Có phải là người dân không? Bây giờ Thực Quang nói ví dụ nha,
Ví dụ như Nhật Bản hiện tại bây giờ đang là 10 công ty đang đầu tư ở Việt Nam đúng mà. Thì chúng ta có thể cho rằng là 10 công ty đó thì có nôm na thôi, chúng ta ví dụ con số gọi là tận kinh thôi, là có 1.000 công nhân trong 10 công ty đó đúng không? Chia đều ra đi. Là mỗi công ty là một 100 đúng không? Thì bây giờ mọi người cứ thử hình dung 10 công ty đó mà chỉ cần hai công ty Nhật Bản họ rút về họ không làm nữa, thì đồng nghĩa với câu chuyện là gì? Là 200 công nhân không có việc làm. Mà 200 công nhân không có việc làm thì có phải là 200 gia đình bị thiếu hụt nguồn kinh tế gọi là đang đang nuôi cho gia đình không? Và nếu câu chuyện đó nhân rộng ra là gì? Giống như anh Thượng Nhất comment câu dân đói sinh loạn. Đó. Rõ ràng thôi à, là qua những câu chuyện như vậy thì chúng ta mới thấy được cái bản chất và cái ý đồ đen tối của những thành phần này, cái mục đích cuối cùng của họ là gì. Họ cứ bảo là chiêu bài là chống cộng sản, ghét cộng sản, nhưng mà mọi người nghĩ xem chống chỗ nào, ghét chỗ nào, và nếu điều gì xảy ra đó thì quay đi quay lại chỉ thưa quan đó rồi, chỉ có người dân là khổ, chỉ có người dân và lầm than thôi, bần cùng sinh đạo tặc mà. Và cái đó là cái đích đến cuối cùng của những tổ chức này và những quan thầy của bọn chúng. Cho nên tại sao mọi người nên hiểu cho Thơ Quang, trên những cái trang của Thơ Quang hoặc là cái nick cá nhân Thơ Quang đăng những cái câu, những chữ á, thì có thể có nhiều người cho rằng là Thơ Quang quá cực cực đoan đúng không ạ? Thí dụ Thơ Quang dùng từ là que nô hay là bắt que tay sai gì đó. Nhưng mà chúng ta nhìn thực chất vấn đề thì chúng ta thấy điều đó nó hoàn toàn đúng với bản chất của họ. Mọi người thấy rõ à? Họ không có tính chính danh. Họ không đứng đại diện cho bất cứ một cá nhân hay một cái con người nào hay tổ chức nào ở Việt Nam cả. Và họ chỉ phục vụ lợi ích cho ai, giống như nãy Trung chia sẻ đó, những gì mà liên quan tới nước Mỹ và đồng minh đó, thì họ im lặng. Giả điếc, giả mù, không thấy, không nghe. Như câu chuyện mà Thổ Nhĩ Kỳ vào Iraq và câu chuyện của Nga và Ukraine. Mọi người thấy rõ không ạ? Thì như vậy xin lỗi mọi người, họ có phải là những thành phần nô bộc và những thành phần tay sai không? Tức là chủ điều khiển họ như thế nào thì họ làm theo như thế thôi. Chứ họ hoàn toàn không có khái niệm hai chữ đồng bào ở trong này. Thưa quan có vài lần, thưa quan đăng những bài viết, thưa quan nói khẳng định ngay và luôn, những thành phần như họ, mọi người đừng bao giờ mong họ có khái niệm hai chữ đồng bào trong cái đầu óc họ, cái tư tưởng của họ cả. Ngay cả cộng đồng của họ, những người đã từng khó khăn hay như thế nào đó, sinh sống với họ ở bên những nước sở tại đó, gặp điều này gặp điều kia đó, họ còn không giúp đỡ được đồng bào cái gì. Như điển hình cái đợt dịch mà cũng bùng ở nước Mỹ đó, một cái ông gì cựu đại úy Việt Nam Cộng Hòa đó, tên gì Nhơn hay Nhân gì đó, đó khi bị vướng vào dịch Covid mà chết á, thì vợ ông ta không có tiền để mang cho cốt ông ta về thờ phượng. Lục ra tài khoản của ông ta chỉ còn bao nhiêu, còn đúng 76 USD, tức là 76 đô la. Thấy không? Vậy đó, những cái tổ chức như Human Rights vân vân và mây mang tiếng gọi là nhân quyền dân chủ á, nhân quyền phi chính phủ vân vân mây, tất cả các tổ chức á, có một tổ chức nào đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cho gia đình của chính cái người mà là phe của họ hay không? Đừng nói mà vấn đề mà cái điều đó khó khăn đối với những người dân bên kia nha mọi người, đúng công nhận không? Thưa quan nói ví dụ những người ở dân ở bên đó, ví dụ ở tại nước Mỹ đi hay cộng đồng người Việt ở Cali đi, chỉ cần mỗi người chích ra 2 đô la thôi là cũng đủ số tiền cho gia đình cái người cựu lính đại úy Việt Nam Cộng Hòa đó đó, họ họ trả tiền cho nhà tang lễ để lấy cho cốt của ông ta về để thờ phượng, đúng à? Vậy những thành phần đó đó, những tổ chức đó đó, có ai đã kêu gọi làm được những điều đơn giản như vậy hay không?
một việc rất là nhỏ và rất là dễ làm mà họ còn không làm, mà họ cứ cách nhau nửa vòng trái đất, mang trong lòng cái sự thức quan nghĩ cũng chẳng có hận thù gì nữa đâu, chỉ là thành phần gọi là nô bộc, tay sai chủ bảo sao làm vậy. Rõ ràng là như vậy, họ không có khái niệm vào đó. Cho nên cái chủ đề hôm nay tôi quan muốn muốn mở ra để mọi người có nhiều thêm góc nhìn nữa. Trước giờ chúng ta cứ bị cuốn theo cái luận điểm của họ, đó là gì, khi họ mà phát biểu, họ áp đặt, họ chê bai Việt Nam không có nhân cội, dân chủ, nhân quyền, chúng ta cứ phản biện lại, ơ đây nè, dẫn chứng ra Việt Nam thế này, Việt Nam có cái kia. Thực ra là Việt Nam thừa dân quyền, thừa dân chủ, chúng ta không cần thiết phải chứng minh với thành phần như thế, những loại như thế này nữa, mà chúng ta phải vạch trần ra cái bản chất, cái mục đích, cái ý đồ xấu xa của cái thành phần này, đó là gì, đích đến cuối cùng của họ đó là gì. Nói một câu chính, nói một câu gọi là cho nó chuẩn luôn á, mà chúng ta thường nói ở ngoài xã hội á, nhìn là biết, nói một cái là nghe tim đen vậy thôi. Đó là mục đích của cơ quan trong cái chủ đề này hôm nay, đó là như thế. Và trước khi Trung xuống thì xin không biết Trung có muốn phát biểu gì thêm về cái vấn đề này hay không. Rất mong mọi người, anh đồng ý với Trung á, rất mong mọi người khi chúng ta tham gia cái mạng xã hội và đặc biệt với cái mạng này thì chúng ta phải nên cực kỳ tỉnh táo trước khi chúng ta đưa ra một cái nhận định gì nó mang cái tính gọi là hơi hơi chủ quan cá nhân của chúng ta chút đó, thì mọi người phải nên tìm hiểu kỹ, tìm hiểu kỹ nha, đừng 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 làm theo cảm tính, đừng làm theo cảm tính thì nó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm trước tiên là gì, cho nghe bản thân mọi người cái đã, bởi vì nếu chúng ta nói sai ha, sai mà mức độ sai nó như thế nào nó thì nó ảnh hưởng ngay ngay chúng ta đầu tiên đó, vậy thôi. Xin mời Trung. Dạ, thì qua cái vấn đề mà anh vừa gợi mở thêm thì em chia sẻ thêm một chút. Thì chúng ta biết thôi, có nghĩa là cái đầu tiên mà chúng ta muốn khẳng định đó là lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúng ta đó thì cũng coi những người Việt Nam ở nước ngoài là gọi là những người gốc Việt đó, là hay nói một cái câu từ đó là gì? Khúc ruột ngàn dặm, đúng không ạ? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhà nước chúng ta, lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúng ta cũng không coi những người đó là kẻ thù như trước đây. Và ngay sau cái giải phóng 30 tháng 4 năm 1975, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã khẳng định cái điều này rồi, đúng không ạ? Chúng ta không còn gì để mà khúc mắc trong quá khứ. Và ngay cả nguyên ông Nguyễn Cao Kỳ đó, ông cũng đã nói rất rõ rồi, đúng không ạ? Đất nước chúng ta cũng không mất cho Tây, cho Tàu hay là cho một cái quốc gia nào khác. Thế thì bên phía các ông ấy thì các ông cũng muốn là giải phóng, mà bên phía cách mạng Việt Nam cũng muốn giải phóng. Thì bây giờ các anh ở bên kia các anh đã làm được rồi thì điều đó chúng ta phải đáng mừng, phải hoan nghênh chứ. Tại sao các anh lại gây chia rẽ hận thù, đúng không ạ? Thì cái điều này chúng ta có thể Đúng. cảm nhận được là một số ít những cái thành phần chống phá ở nước ngoài, các nước ấy, thì người ta vẫn ra rả, người ta nói về Việt Nam thôi, chứ không phải là tất cả. Chúng ta hiểu là những thành phần này thì nó thuộc về mặt nó ăn sâu vào mặt tư tưởng rồi, tư duy của người ta hàng ngày, người ta cũng chỉ nghĩ ra cái cách để người ta nói xấu Việt Nam thôi. Thì cái đầu tiên chúng ta lên á, thì dĩ nhiên những cái đối tượng này nó không đại diện cho một tổ chức hay một quốc gia nào cả, thì chúng ta cũng không phải có trách nhiệm phải chứng minh cho nó là ở Việt Nam phải thế này hay như thế kia, mà chúng ta nói rõ luôn là ở ngay quốc gia đó nó có vấn đề đó, các anh đã can thiệp được chưa, các anh đã giải quyết được chưa, đó là nơi các anh đang sống, là các anh là công dân của quốc gia đó, và các anh luôn so sánh với Việt Nam, thế thì quốc gia các anh đã hơn chưa, và hơn về cái gì, về góc độ nhân quyền, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể trao đổi nó một cách nó thẳng thắn và rõ ràng thôi. Nhưng mà chúng ta cảm nhận được một điều đó là gì, đó là những cái đối tượng này đó khi lên trên mạng xã hội á, thì chúng không từ bất cứ một cái vấn đề gì cả, vấn đề nào chúng cũng nói xấu về Việt Nam hết, và chúng sẽ lôi hết là gì, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước ra, chúng bôi xấu, chúng đưa ra những cái thông tin không có thực, lúc nào chúng cũng đưa ra những cái thông tin là tuyệt mật với lại tối mật,
Thử hỏi tuyệt mật với tối mật thì làm sao mà bọn chúng Sao biết được, trong khi công dân chúng ta ở trong nước chúng ta còn chưa nắm được, đúng không ạ? Cái mà đã là thông tin tuyệt mật rồi thì thậm chí cả một quốc gia này đối với quốc gia kia, cái hệ thống mà chúng ta có nói thẳng luôn đó là cái hệ thống tình báo á, giỏi như thế người ta còn chưa biết được thì những cái thành phần đấy nó biết cái gì? Đó, nó chả biết cái gì cả, nhưng mà nó vẽ ra để gì? Nó lôi kéo dư luận, nó tạo ra một cái mà có nghĩa là cái vấn đề mà giống như kiểu chúng ta cảm thấy là khi chúng ta tò mò đó thì nhiều người sẽ vào tìm hiểu. Thế thì trong đó chúng ta phải phân định được cái nào là đúng, cái nào là sai, cái điều đó rất quan trọng. Chúng ta chỉ cần nhận định thôi, các đối tượng nó nói là vấn đề tuyệt mật thì chúng ta đặt ra một câu hỏi, tại sao tuyệt mật mà nó ở bên Mỹ nó lại biết, để chúng ta có thể hiểu được cái vấn đề đó nó nói là có thực hay không có thực thôi, chứ không có gì là khó cả. Thế nhưng mà chúng ta không tỉnh táo thì chúng ta sẽ dễ bị dẫn dắt và thậm chí chúng ta coi đó là thật, đúng không ạ? Cái điều này cũng rất là nguy hiểm, cho nên là em có cái lời khuyên sau cùng là chúng ta nên khách quan là như thế. Còn cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta tìm hiểu một chút, đó là chúng ta cũng rất là chia sẻ, rất là cảm ơn những đồng bào Việt Nam chúng ta ở nước ngoài đã quan tâm đến những vấn đề ở trong nước, những người dân ở trong nước, và người ta cũng có những cái đóng góp ít nhiều đối với cái việc mà ví dụ chúng ta xảy ra hỏa hoạn thiên tai, thì cái điều đó chúng ta hết sức là trân quý. Đó là tình cảm mà có thể nói là truyền thống đạo đức văn hóa nhân văn của người Việt Nam từ xưa đến nay, cái điều đó chúng ta hết sức trân trọng, chứ không có vấn đề gì cả. Đó là cái vấn đề mà thứ hai em muốn chia sẻ. Cái vấn đề thứ ba đó đó là gì? Chúng ta như nhìn lại một chút đi, có những cái đối tượng nào nó chống phá nó gửi tiền về cho nhà nước không? Không. Có đối tượng nào nó gửi tiền về cho những cái người mà không liên quan hoặc là bọn chúng không lợi dụng được không? Chắc chắn không bao giờ có. Thế thì chúng gửi tiền cho ai? Đầu tiên là gửi tiền cho người thân, đúng không ạ? Thứ hai là gửi tiền cho các cái cá nhân hay là những cái thành phần chống phá để nó lấy cái tiền đó nó mồi chài, nó dụ dỗ. Chứ còn ngoài ra thì bọn chúng chả gửi tiền cho ai cả, thì về phục vụ gia đình bọn chúng thôi. Thế thì khi mà bọn chúng đưa ra những lời kêu gọi như vậy thì chúng ta cảm nhận được cái điều gì? Chúng cứ kêu là không gửi tiền về Việt Nam, cộng sản tiêu hết, cộng sản nào tiêu, đúng không ạ? Cộng sản nào lấy của gia đình các anh đâu? Các anh gửi về thì gia đình các anh đến ngân hàng rồi nhận về mà tiêu, chứ ai tiêu? Và cái đó phục vụ cho ai, cho lợi ích chính những người thân gia đình các anh? Cái điều đó chúng ta thấy được cái sự xảo trá, xảo ngôn hay là cái vấn đề mà dẫn dắt dư luận trong vấn đề này. Thì chúng ta khi mà chúng ta nghe được những cái thông tin đó, chúng ta cũng nhận định ngay những cái đối tượng này như thế nào và cái bản chất ra làm sao. Và cái xa hơn nữa là chúng ta nhìn nhận đi, nếu như thực sự những người đó, đúng không ạ, quan tâm về đất nước, mong muốn đất nước Việt Nam phát triển mà thực sự là đấu tranh cho người dân Việt Nam, thì các anh nên về Việt Nam, các anh cảm nhận cái không khí hòa bình, đúng không ạ, hạnh phúc của người dân Việt Nam, cảm nhận cái sự phát triển của đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, thì từ đó các anh có thể đưa ra đường hướng đấu tranh. Mà đấu tranh hay nhất là gì? Là các anh đấu tranh cho người dân phát triển, chứ không phải các anh đấu tranh để đưa người dân vào những cái nơi mà dầu sôi lửa bỏng. Cụ thể nhất là trong cái đợt dịch phòng chống Covid cũng vậy. Khi chúng ta làm tốt những đợt đầu tiên á, thì các nước kể cả như là kênh truyền hình của Úc, người ta cũng đã cử phóng viên đi thực tế tại Việt Nam để người ta xem có phải là Việt Nam, những lần đầu tiên là Việt Nam ca nhiễm rất là thấp, thậm chí là không có, và thực hiện cái việc truy vết cách ly rất là nhanh. Đấy, tỷ lệ tử vong của các nước thì ào ào tăng lên, nhưng Việt Nam chúng ta thì không hề có, thậm chí rất ít. Thế thì cái đối tượng đó nó lại nói ra cái gì? Nó bảo Việt Nam chúng ta là vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền, cách ly thế này thế kia, mà trong khi ngay quốc gia của những cái thành phần đó nó đang ở thì chính cái chính phủ quốc gia đó người ta cũng đang áp dụng. Thậm chí như ở Áo, em có đưa tin đó, Áo người ta phạt luôn những anh không chịu tiêm vaccine, những anh đi ra đường mà vi phạm quy định về cách ly, người ta cũng phạt. Nó tại sao là những cái bài học đó chúng ta có thể tìm hiểu thông tin trên trên các cái phương tiện truyền thông nó đầy ra, nhưng mà nhiều người không tìm hiểu, thế là vội vã một phát là nhảy vào cũng hùa theo những cái đối tượng đó, là cho rằng chính quyền chúng ta thế này, chính quyền chúng ta thế kia đó. Rồi sau khi người dân được tiêm vaccine, và cái việc tiêm vaccine đến ngày hôm nay chúng ta phải thấy được cái sự vận động, đúng không ạ, cái sự linh hoạt sáng tạo trong vấn đề vaccine của lãnh đạo chúng ta cực kỳ tuyệt vời.
bây giờ cái độ phủ vaccine của chúng ta như thế nào thì mọi người có thể cảm nhận được rồi, chúng ta không cũng không bàn cãi ở đây. Thế nhưng khi mà Việt Nam chúng ta đã phủ được cái lượng vaccine lớn, có thể nói là cơ bản, thì lãnh đạo cũng đã thay đổi bằng cách là gì? Bằng cách là nới lỏng dần để cho người dân gì phát triển, tiếp tục quay trở lại buôn bán kinh doanh, phát triển kinh tế. Thì các thì cái việc mà ca nhiễm nó tăng nó là chuyện bình thường thôi. Thế nhưng các đối tượng này cũng cho rằng ở Việt Nam không biết cách chống dịch. Đó là cái ví dụ chúng ta đưa ra để thấy được là gì? Đối với những đối tượng này thì dù chúng ta có làm vấn đề gì đi chăng nữa thì trong mắt những đối tượng đó đều là xấu hết. Bởi sao? Bởi vì chúng đã chống phá nhà nước bao nhiêu năm nay rồi. Thì không lẽ chúng lại đi khen Việt Nam làm tốt à? Không bao giờ có điều đó. Và cái tư duy này của các đối tượng này nó sẽ không bao giờ thay đổi. Nó chỉ thay đổi khi nào? Khi nó biết được thực ra bản chất của các cái tổ chức ấy và các cái cá nhân lợi dụng chính ngay cả cộng đồng ngoài ở nước ngoài cũng lợi dụng thôi, thì lúc đó người ta mới có sự thay đổi. Và tấm gương điển hình nhất thì chúng ta thấy cũng có khách mời đã từng lên kênh của chúng ta, thì cái việc nêu tên cá nhân thì không tiện nên em không có nói. Thế nhưng mà chúng ta có thể tìm hiểu chúng ta biết thôi, đúng không ạ? Rất rõ ràng. Và có thể nêu một cái ví dụ cụ thể đó là gì? Đông Tà. Đông Tà là ai? Là đối tượng đã tham gia cái tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, cái tổ chức khủng bố của Đào Minh Quân này. Thì cũng đã rời đi rồi. Quách Thế Hùng rồi Tuệ Lan đây đấy, mọi người có thể lên tìm hiểu, đúng không ạ? Thế tại sao lại rời đi? Là liên quan đến vấn đề kinh tế, lừa đảo người ta rồi góp vốn rồi thành lập công ty thế này thế kia, cái tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, các ông đăng ký kinh doanh hay là cái công ty hoạt động thế này thế kia, chứ đâu phải là một chính phủ hợp pháp đâu. Người ta lấy tên như vậy thôi. Thế nên là nhiều người nhẹ dạ cả tin thì bị các đối tượng này lợi dụng. Và chúng lợi dụng không riêng những người trong nước, và kể cả những người nước ngoài cũng bị lợi dụng. Cái điều này nó hết sức đáng tiếc đối với những người vẫn còn tư duy cho rằng Việt Nam thế này, Việt Nam thế kia. Khi các anh không trở về nước thì các anh không cảm nhận được cái điều đó. Và rất nhiều người trước đây đã từng có những hành động chống phá rất là quyết liệt. Ví dụ như bác Đức Đầu Bạc chẳng hạn, đúng không ạ? Hay là ông Nguyễn Ngọc Lập chẳng hạn. Đấy là cũng là những người đã từng tham gia hoạt động, người ta cũng chống phá. Thế nhưng khi người ta về Việt Nam, người ta biết được cái bản chất thật sự của các anh rồi, thì người ta lại có những ý kiến nó khách quan, thì các anh lại cho rằng là bị cộng sản dụ dỗ rồi bưng bô vân vân cả. Đó là tư duy các anh từ xưa đến giờ. Thế từ từ hỏi chúng ta nhìn vào những cái điển hình đó thì chúng ta tin được ở đâu, ở những cái đối tượng này? Rồi cái vấn đề nữa là gì? Ở các cái nước này người ta thành lập các cái cộng đồng, đúng không ạ? Thế nhưng cái cộng đồng là gì? Thì cộng đồng chống cộng sản thôi. Chứ còn người dân ngay gốc Việt ở đó, người Việt Nam ở đó, người ta có quan tâm đâu. Rất nhiều trường hợp, ví dụ như cái trường hợp anh gì Bình, em không nhớ đầy đủ, nhưng anh Bình đó, anh cũng là người rất là hiền lành mà có phóng, bây giờ chúng ta lên YouTube chúng ta tìm lại cũng thấy kênh đó. Đó là gì? Anh ấy ngủ ở trong xe, anh đi làm về mệt quá, anh ngủ trong xe thì cảnh sát đến hỏi, thì anh sợ quá anh bỏ chạy, bị cảnh sát bắn chết luôn. Đó thì cũng có cái cộng đồng nào đứng ra mà đi biểu tình hay là đi đòi lại công bằng cho người gốc Việt đâu. Chả có. Các anh toàn mon men làm những cái việc chống phá, rồi các anh lừa những người Việt ở hải ngoại, rồi các anh thế này thế kia. Người ta làm ăn với Việt Nam thì các anh cũng cấm, người dân Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài các anh cũng chê bai. Thế thử hỏi các anh vì cái gì? Các anh chả vì cái gì cả, ngoài cái mục đích của các anh đó là chống phá, mong cho Việt Nam lúc nào cũng bất ổn, lúc nào cũng nghèo khổ, rồi mong cho Việt Nam sụp đổ. Đó là cái điều mà chúng ta có thể nhìn nhận nó rất rõ ràng, chứ nó không có gì cả. Nếu như mà chỉ cần chúng ta theo dõi và chúng ta đưa ra cái sự phân tích rất là đơn giản, chúng ta có thể hiểu được ngay những bản chất của những cái đối tượng này, cũng như các cái tổ chức mà thường xuyên lên án hay là phê phán Việt Nam chúng ta về vấn đề này, vấn đề kia, trong khi ngay tại quốc gia đó, người ta đóng quân, đóng cái trụ sở ở đó thôi, thì cái quốc gia đấy cũng đầy những cái vấn đề mà mặt trái của xã hội, và chính phủ người ta cũng đã giải quyết được hết đâu. Thế nhưng người ta không hề lên tiếng, thì chúng ta có thể thấy được thôi, người ta hoạt động cũng phục vụ cho một quốc gia hoặc một tổ chức liên minh nào đó, nhằm giữ cái thế gọi là độc tôn trên trường quốc tế, muốn là mình lúc nào cũng là bá chủ, là đứng nhất nhì thế giới, chỉ đạo nước này, chỉ đạo nước kia, tạo ra những cái chính phủ bù nhìn tay sai. Và ngay cả cái chính phủ gọi là Việt Nam Cộng Hòa trước đây ở Việt Nam đó, chúng ta có thể thấy thôi, cái chính quyền đó không có thực quyền. Và ngày hôm nay là những ngày tháng tư lịch sử, thì các đối tượng này, các tổ chức này nó càng chống phá, thì chúng ta cũng không thấy gì làm lạ cả.
thì cũng mong khi mọi người tham gia không gian mạng, chúng ta đưa ra những phân tích, nhận định cho nó chính xác và chúng ta có những ý kiến phản hồi. Dĩ nhiên cũng không khuyến khích mọi người là đôi co với những cái thành phần đó hoặc có những cái lời lẽ nó không phù hợp. Thế nhưng chúng ta làm sao vừa lịch sự, đúng không ạ? Chúng ta, con người chúng ta bây giờ đang sống tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà, chúng ta phải thể hiện cho người ta biết đó là con người ở nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, thì người ta lúc nào người ta cũng văn minh và lịch sự, chúng ta trao đổi. Còn dĩ nhiên đối với những cái thành phần mà không thể cải tạo được đấy, chúng ta cứ nói vậy, thì chúng ta có nói gì thì cũng bằng thừa thôi. Thì chúng ta hãy dẫn chứng bằng những hình ảnh cụ thể, những cái hành động cụ thể của ngay chính cái chính quyền Việt Nam Cộng hòa ngay đó, người ta đối xử với những người có quan điểm trái chiều như thế nào ấy, và hiện nay ở ngay tại quốc gia của các anh đó đang sống ấy, thì nó có những cái vấn đề gì, chúng ta cứ đưa thẳng thắn lên để cho các anh nhìn nhận. Chứ còn dĩ nhiên là những cái thành phần này thì nó ăn sâu vào ấy rồi, ăn sâu vào tiềm thức rồi. Nếu mà để mà gọi là để mà trao đổi, để mà cải tạo hay là để mà cho các anh ấy nhìn nhận nó khách quan nó thì khó lắm, bởi vì người ta đã bẩm sinh người ta đã như vậy rồi. Thì chúng ta chỉ có gì, chúng ta chỉ có khuyến cáo thì không đúng, mà chúng ta cũng chỉ nêu lên quan điểm cho những người mà đang còn mập mờ chưa hiểu rõ vấn đề đó thì có thể tìm hiểu rõ hơn, để chúng ta có thể phân định đó, chúng ta có phân định và chúng ta bóc tách những cái đối tượng đó ra, thì chúng ta sẽ yên tâm một điều là những cái thành phần này cũng chả làm gì đất nước Việt Nam chúng ta được đâu, với cái bản chất gọi là bản chất của ngoan cường đấy, tự lực cánh sinh của Việt Nam chúng ta, thì dù khó khăn nào thì chúng ta cũng sẽ vượt qua cả thôi. Thì cũng hy vọng là mọi người tỉnh táo ở cái điểm này, thì em xin chia sẻ thêm là như vậy. Cảm ơn anh và mọi người đã lắng nghe. Ok Trung, cảm ơn Trung rất là nhiều ạ. Xin chào tạm biệt mọi người ạ. Bye bye, xin hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.